Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đã quay trở lại với tiết học ngữ văn. Vẫn là cô đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập giữa học kỳ 1 để mong rằng các con trong đợt thi tới này sẽ giành được kết quả thật cao. Các con đã thấy là chúng ta đã đi với nhau 1/4 quãng đường rồi. Và cô tin rằng trên 1/4 chặng đường đó chúng ta đã dành cho nhau những tình cảm và những cái kỷ niệm thông qua những bài học. Và trong 3 bài đầu tiên của chúng ta thì các con nhớ lại cho cô xem chúng ta đã học những kiến thức nào mới, những kiến thức nào mà các con cảm thấy khó nhằn nhất, những kiến thức nào mà các con cảm thấy yêu thích nhất, thích thú với nó nhất. Cô tin rằng trong những bài đầu này thì có lẽ khi mà chúng ta vừa nghỉ hè xong, chúng ta quay trở lại trường học sẽ có những bỡ ngỡ, cũng sẽ có những giây phút mà chúng ta cảm thấy là chúng ta hơi, đúng không ạ? Chúng ta hơi sao nhãng một chút, nhưng không sao cả. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại ngay trong bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập giữa kỳ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức nào nhỉ? Chúng ta sẽ chia thành 3 phân môn. Thứ nhất là về đọc hiểu, thể loại. Thứ hai là về tiếng Việt. Và thứ ba đấy là về phần viết hay là phần tập làm văn. Các con lưu ý rằng với những phần kiến thức mà cô chưa đề cập tới ở đây mà con muốn hỏi hoặc thắc mắc hỏi thì các con có thể bình luận và hỏi cô. Buổi học sau thì cô có thể dành thời gian ra để trả lời các con nhé. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài học, ôn tập giữa học kỳ 1. Vậy trong 3 bài đầu chúng ta sẽ ôn tập lại điều gì? Đầu tiên thì chúng ta sẽ ôn tập về các kiến thức thể loại này, các kiến thức về tiếng Việt này, các kiến thức về phần viết và điều đặc biệt quan trọng đấy là chúng ta sẽ rèn luyện kỹ năng làm bài thông qua 2 đề minh họa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào nhanh phần khái quát kiến thức nhé. Cô sẽ nhắc lại cho các con các phần kiến thức mà chúng ta đã học. Đầu tiên thì về thể loại, chúng ta sẽ nói lại với nhau về thể thơ 6 chữ, 7 chữ. Chúng ta sẽ nói lại với nhau về bài văn bản này, thông tin, giải thích hiện tượng tự nhiên này. Chúng ta sẽ nói lại với nhau về văn bản nghị luận. Phần thực hành tiếng Việt thì chúng ta sẽ nói với nhau về từ tượng hình, từ tượng thanh và yếu tố Hán Việt. Phần viết thì cô sẽ tập trung chủ yếu vào phần luyện tập, tức là trong phần đề minh họa đó. Thế thì trong phần đó thì chúng ta sẽ tập trung về phần viết bài văn nghị luận các con nhé. Bây giờ nhanh chóng chúng ta bước vào phần 1, thống kê lại các kiến thức thôi. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau vào phần 1 nhé. Đấy là chúng ta sẽ thống kê lại tất cả các kiến thức này cùng với nhau. Thứ nhất đấy là thể thơ 6 chữ và 7 chữ. Thể thơ 6 chữ và 7 chữ thì đây là phần thể loại chúng ta học trong bài 1. Thể thơ 6 chữ và 7 chữ thì ở đây các con thấy rằng là cô đã hệ thống lại kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy để các con có thể dễ dàng theo dõi và ngắn gọn. Đầu tiên đấy là về phần hình thức thì nghe cái tên thể thơ 6 chữ, 7 chữ thì chúng ta đã biết ngay được cứ 4 câu thơ thì thành một khổ thơ và số lượng khổ thơ trong một bài thơ sẽ không bị giới hạn. Nó sẽ tùy theo cảm xúc của ai các con nhỉ? Tác giả, chính xác rồi. Thứ hai, chúng ta sẽ nói tới phần nghệ thuật. Phần nghệ thuật của thể thơ 6 chữ, 7 chữ. Nói đến thơ thì chúng ta không thể nào không nhắc tới vần. Trong thể thơ này, cái cách gieo vần của tác giả cũng cực kỳ linh hoạt. Tác giả có thể gieo vần lưng, vần chân, vần liền, vần cách. Đó là tùy theo ý đồ của nhà thơ. Cái thứ hai chúng ta nói tới, đấy là cách sử dụng các nghệ thuật khác. Ví dụ như biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, vân vân và vân vân. Ngoài việc sử dụng các biện pháp tu từ, tác giả còn có thể sử dụng cái gì các con nhỉ? Tác giả còn có thể sử dụng những từ ngữ hay, đúng không ạ? Ví dụ như là các từ láy, đó, hoặc là sử dụng những từ gì? Từ tượng hình, từ tượng thanh, hoặc bên cạnh đấy, tác giả có thể sử dụng những cái hình ảnh mang nhiều ý nghĩa biểu đạt, biểu trưng. Nói tới vần, chúng ta không thể không nhắc tới đấy là nhịp. Nhịp cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong thơ. Đối với thể thơ 6 chữ và 7 chữ, nhịp thì nó thường là với 6 chữ nhé. Nó thường là 3-3 hoặc là 2-2-2. Đối với thể thơ 7 chữ thì nó thường là 3-4 hoặc 4-3. Tuy nhiên, có thể nhé, trường hợp này là có thể xảy ra. Cô không bảo rằng nó luôn luôn xảy ra. Có thể một cái trường hợp xảy ra đấy là có một câu thơ hoặc một vài câu thơ có cái cách ngắt nhịp khác. Vậy thì với những câu thơ đó, các con hãy cố gắng tìm cho cô cái ý đồ của tác giả khi mà ngắt nhịp khác với các câu thơ khác là gì. Ví dụ có thể ngắt nhịp 2, 5 hoặc là 1, 5. Và khi ngắt nhịp như thế là tác giả thường là muốn nhấn mạnh một từ hoặc cụm từ nào đó thì tác giả mới ngắt nhịp như thế. Vậy thì nếu gặp những cái trường hợp đó thì các con hãy cố gắng suy nghĩ cho cô nhé. Bên cạnh nghệ thuật thì chúng ta nói tới nội dung. Nội dung ở trong thể thơ 6 chữ, 7 chữ này, trong cái bài 1 thì chúng ta đã có hai khái niệm mới. Khái niệm thứ nhất đấy là mạch cảm xúc của bài thơ. Mạch cảm xúc xuất hiện trong bài thơ và chúng ta cần xác định cái gì trước khi xác định mạch cảm xúc của bài thơ? Đấy là chúng ta xác định bố cục của bài thơ. Các con lưu ý nhé, chúng ta xác định bố cục. Xác định được bố cục xong, chúng ta sẽ xác định được mạch cảm xúc. Mạch cảm xúc ở trong thơ và chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã luyện tập xác định mạch cảm xúc này ở trong bài 1 rồi đúng không ạ? Mạch cảm xúc của bài thơ thì nó có sự gì nhỉ? Có đặc điểm gì? Đấy là nó có sự vận động tiếp nối. Bố cục của bài thơ thì các con sẽ xác định cho cô các phần nhé. Tại sao cô nói là các phần chứ không phải là các khổ? Chưa chắc khổ 1 nó đã là phần 1, khổ 2 nó đã là phần 2, khổ 3 nó đã phần 3 đâu các con ạ. Có khi nào đó khổ 1, khổ 2 nó lại là phần 1, hoặc là khổ 1, khổ 2, khổ 3 nó lại phần 1. Thế thì xác định dựa vào đâu ạ? Dựa vào cái cảm xúc chung của các khổ, hoặc là cái vấn đề mà tác giả đề cập tới chung của mỗi khổ, hoặc là cái đối tượng chung, tức là giữa các khổ đó nó phải có một điểm gì chung đấy. Ví dụ chung về cảm xúc, chung về một khía cạnh của đối tượng thì chúng ta sẽ gom nó vào một phần. Cô lấy ví dụ đấy là đều viết về tình yêu của mình dành cho mẹ. Các khổ nó đều thể hiện điều đó. Nhưng khổ 1, khổ 2 đấy là gì? Đấy là cái nỗi nhớ của mẹ. Nhưng mà khổ 1, khổ 2 nó là gì các con nhỉ? Nó là nỗi nhớ mẹ thông qua cái lời ru của mẹ. Thế thì chúng ta có thể gọi đấy là phần 1. Còn khổ 3, khổ 4 đấy là nỗi nhớ mẹ khi mà ở nơi phương xa, nhớ về hình bóng hiện tại của mẹ. Đấy, thì chúng ta thấy được rằng là giữa phần 1 và phần 2 nó có sự khác nhau. Và giữa khổ 1, khổ 2 nó đều là phần 1 thì nó sẽ có điểm chung như thế, điểm giao nhau như thế. Thế thì chúng ta lưu ý cho cô về cách xác định bố cục bài thơ. Và khi mà xác định bố cục bài thơ xong, chúng ta xác định xong mạch cảm xúc của bài thơ thì chúng ta có thể xác định được cảm hứng chủ đạo. Cảm hứng chủ đạo là gì? Đấy là cái cảm xúc mãnh liệt nhất. Và xuyên suốt cả bài thơ. Nó sẽ tác động đến cảm xúc của người đọc. Cô lấy ví dụ, vừa nãy chúng ta nói với nhau là ví dụ một bài thơ nó có phần 1 là nỗi nhớ mẹ thông qua lời ru của mẹ. Phần 2 đấy là nỗi nhớ mẹ khi nhớ về, khi nghĩ về những cái hình ảnh hiện tại của mẹ, mẹ đã già rồi. Và phần 3 đấy là gì? Những cái ao ước, những cái mong muốn của mình dành cho mẹ. Đấy, cả 3 phần của chúng ta như thế. Đấy là gì ạ? Chúng ta đã vừa xác định xong mạch cảm xúc đấy. Và khi xác định xong mạch cảm xúc thì chúng ta thấy là cái cảm xúc xuyên suốt nó là gì? Nó là tình yêu, nỗi nhớ dành cho mẹ một cách da diết, tha thiết. Thì đấy, nó chính là cảm hứng chủ đạo. Cảm hứng chủ đạo là cái gì mãnh liệt nhất, xuyên suốt nhất. Nhớ cho cô cái điều đấy. Chúng ta đã vừa khái quát với nhau xong về thơ 6 chữ và 7 chữ. Thì ở đây, bây giờ cô có một vài lưu ý cho các con khi các con cảm nhận một bài thơ 6 chữ, 7 chữ. Một cái bài thơ mà các con chưa bao giờ gặp. Lưu ý, đấy là khi cảm nhận thơ 6 chữ, 7 chữ nói riêng và bài thơ, những cái bài thơ khác nói chung, thì chúng ta phải chú ý tới các tín hiệu nghệ thuật. Các tín hiệu nghệ thuật là gì ạ? Đầu tiên nhớ cho cô nó là các biện pháp tu từ. Các biện pháp tu từ mà chúng ta đã học nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, cái này chúng mình quá biết rồi, quá giỏi rồi, đúng không? Cô tin là thế. Ngoài biện pháp tu từ, các con lưu ý cho cô thứ nhất nó là các hình ảnh đẹp, giàu ý nghĩa biểu tượng. Dù ý nghĩa biểu tượng làm sao nó có thể tượng trưng cho một cái gì đó, một cái điều gì đấy, một cái tình cảm hoặc một con người nào đấy, hoặc nó chỉ đơn giản là những cái hình ảnh vô cùng quen thuộc của quê hương, của đất nước mà thôi. Đấy, ví dụ như là trong bài thơ, trong lời mẹ hát, nó là những cái hình ảnh vô cùng quen thuộc của quê hương, của nơi, cái nơi mà tác giả đã sinh ra và lớn lên. Những cái hình ảnh đẹp đó nó gắn liền, gắn chặt với gì? Với lời ru của mẹ. Tiếp theo, đấy là cách dùng từ mang lại giá trị biểu đạt cao. Đấy là gì? Đấy là từ tượng hình, tượng thanh, từ lái. Có lẽ là đến bây giờ thì nếu các bạn xem rap Việt ấy, thì chúng ta thấy rằng là ở mùa 1 chúng ta sẽ có một bài rap nó liên quan tới bài thơ Lượm của tác giả Tố Hữu. Đấy là gì nhỉ? Chú bé loắt choắt, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Thì các con thấy rằng là trong đó tác giả đã sử dụng một loạt cái gì nhỉ? Chú bé loắt choắt, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Tác giả đã sử dụng gì? Một loạt các từ lái, đúng không ạ? Chú bé loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, cái nghênh nghênh, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy khi mà việc sử dụng một loạt các từ lái đấy nó mang lại tác dụng không? Mang lại giá trị không? Có. Loắt choắt tự là dáng hình của cậu, nó sao? Nhỏ bé. Cái sắc xinh xinh gọi là trang phục của cậu. Cái chân thoăn thoắt, cái sự nhanh nhẹn. Cái đầu nghênh nghênh, cái thái độ lạc quan, vui vẻ, đúng không các con? Vậy thì thông qua một loạt các từ lái đó, tác giả đã miêu tả hình ảnh chú Lượm, chú bé Lượm. Chú bé Lượm hiện lên là một con người rất là đáng yêu, vô tư, hồn nhiên, đúng không ạ? Lạc quan, yêu đời, trên con đường thực hiện nhiệm vụ cách mạng của mình. Đó, thế chúng ta thấy rằng là một loạt các từ lái nó cũng mang tới tác dụng, thì ở đây cô mới nêu ra đấy là cách sử dụng từ mang lại giá trị biểu đạt cao. Còn từ tượng hình, tượng thanh chúng ta học rồi, từ tượng hình nó mô phỏng. Từ tượng hình nó gợi ra hình ảnh, từ tượng thanh nó mô phỏng âm thanh. Tiếp theo chúng ta chú ý tới cách dùng dấu câu, dấu chấm lửng, dấu hai chấm. Ví dụ, cô lấy ví dụ dấu chấm lửng, khi mà người ta sử dụng dấu chấm lửng ấy thì có thể đấy là những cái dòng cảm xúc đang cuộn trào ra, không gì có thể ngăn cản nổi, không gì có thể ngăn nổi được cái dòng cảm xúc đó, nó cứ trào ra thôi. Nhưng trào ra là thế, ngôn từ trở nên bất lực, không thể nói gì thêm, bởi vì sao nhỉ? Cái trong lòng tác giả, những cái gì giấu kín trong lòng của tác giả bây giờ có dịp phơi bày ra. Và với dấu chấm lửng thì nó có thể có tác dụng như thế, hoặc là cái sự nghẹn ngào, hoặc là không nói nên lời. Tiếp theo chúng ta cần chú ý tới đấy là trật tự từ trong câu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng bình thường ấy thì chúng ta sẽ có một câu, chúng ta sẽ có là trạng ngữ. Cô lấy ví dụ như sẽ có câu trạng ngữ nó đứng cuối chẳng hạn, đúng không? Chúng ta sẽ có chủ ngữ, rồi vị ngữ, đúng không ạ? Một câu của chúng ta là chủ ngữ sẽ cộng với vị ngữ. Đôi lúc thì làm sao cái trật tự này nó có thể bị thay đổi. Những cái cụm từ mà đáng lẽ ra nó ở vị ngữ thì nó làm sao nhỉ? Nó được đổi lên trên đầu, đúng không? Và những cái từ mà thuộc chủ ngữ thì nó bị đổi ở phía sau. Tại sao con nói trật tự từ? Bởi vì đôi lúc nó còn làm cái kết cấu một cái cụm từ nhưng mà đảo lại trật tự, thì đây cô gọi là trật tự từ cho nó chung, cho nó khái quát. Thế thì chúng ta thấy rằng khi mà đảo lên như thế thì chắc chắn là tác giả phải có một cái ngụ ý gì đấy, một cái ý đồ gì đấy. Tác giả muốn nhấn mạnh và cái từ được đảo ấy. Vậy thì các con hãy cố gắng tìm cho cô là tác giả muốn nhấn mạnh điều gì. Ví dụ như là cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Cành lê trắng điểm. Vậy thì ở đây muốn nhấn mạnh vào cái gì ạ? Trắng điểm. Trắng, cái màu trắng ấy, đúng không ạ? Muốn nhấn mạnh cái màu trắng đấy. Tiếp theo chúng ta là nói về cái sự thay đổi nhịp thơ. Cái này thì cô vừa nói bên trên rồi. Ngoài ra thì có những cái tín hiệu nghệ thuật khác mà các con có thể cảm nhận khi các con khi va chạm, tìm hiểu trực tiếp đối với những cái bài thơ. Bởi vì bây giờ chúng ta ngồi liệt kê ra hết thì nó cũng hơi khó. Nó sẽ phụ thuộc vào những cái tình cảm, cảm xúc và cái sự cảm nhận của mỗi người. Cái này thì mỗi người khác nhau, đúng không ạ? Bởi vì mỗi người có những cái tình cảm, cảm xúc rất riêng mà. Ví dụ như cô cảm nhận với bài thơ này có thể cảm nhận được hình ảnh này, cô thích hình ảnh này, nhưng các bạn khác có thể thích hình ảnh kia. Và cái việc của cô khi cô hướng dẫn các con với những cái bài thơ đấy, cô định hướng cho các con thôi. Còn ngoài ra các con sẽ có những cái cảm nhận mà cô cảm thấy vô cùng hợp lý thì cô rất hoan nghênh cái điều đó, các con nhé. Rồi, thế là chúng ta đã nói xong với nhau về thể thơ 6 chữ và 7 chữ. Tiếp theo, cô và các con sẽ sang phần kiến thức thứ hai của thể loại. Đấy là văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên. Đây cũng chính là thể loại mà chúng ta đã học trong bài mấy nhỉ các con nhỉ? Chúng ta đã học trong bài 2. Về cái thể loại này thì chúng ta nói thứ nhất, đấy là chúng ta nói về các yếu tố của văn bản thông tin. Đây là các yếu tố chung, đúng không các con? Có nghĩa nói với văn bản thông tin thì nó thường có những cái yếu tố này. Đấy là tên nhan đề này, đấy là sapo này, đấy là đề mục này, đúng không ạ? Đấy là các hình ảnh, tranh ảnh để mà minh họa cho những cái phần thông tin. Ngoài ra thì chúng ta có mục đích của cái văn bản thông tin, đấy là cung cấp thông tin. Nhưng ở đây chúng ta học cái gì ạ? Học văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên thì mục đích đấy là lý giải nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của một hiện tượng tự nhiên. Lưu ý cho cô là nó sẽ cụ thể hơn với những cái văn bản thông tin mà hồi trước chúng ta học, đặc điểm của văn bản thông tin, các con lưu ý nhé. Thứ ba, chúng ta đã nói tới cấu trúc. Cấu trúc của văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên, chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là phần mở đầu. Trong phần mở đầu thì chúng ta sẽ giới thiệu khái quát về hiện tượng hoặc là quá trình xảy ra hiện tượng trong thế giới tự nhiên, giới thiệu khái quát. Chú ý cho cô cái từ khóa đó, chúng ta học theo từ khóa thôi nhá. Thứ hai, đấy là phần nội dung, nó sẽ là giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên. Nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra. Được chưa các con? Và phần cuối cùng nó sẽ là trình bày sự việc cuối của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích. Sẽ có những văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên không có phần này. Điều thứ tư mà chúng ta cần lưu ý ở trong văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên, đấy là về phần ngôn ngữ. Thực ra trong văn bản thông tin, ngôn ngữ nó sẽ mang tính khoa học và chính xác, có tính cập nhật. Nhưng cụ thể hơn trong cái văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên ấy, thì các con lưu ý cho cô là nó sẽ có những cái động từ miêu tả hoạt động hoặc là trạng thái, bởi vì nó đang nói về giải thích về một hiện tượng tự nhiên, đúng không ạ? Và nó sẽ có những cái từ ngữ miêu tả trình tự, có những cái từ trạng thái như là phun trào, chuyển động, xoay. Có những cái từ ngữ mà miêu tả trình tự hoạt động, ví dụ bắt đầu ra sao, thứ hai như thế nào, tiếp theo cuối cùng ra làm sao. Và cái yếu tố, cái đặc điểm thứ 5 các con cần lưu ý cho cô, đấy chính là cái cách trình bày thông tin. Cái cách trình bày thông tin thì trong văn bản thông tin bình thường có thể là trình bày theo cách đấy là thời gian, trình bày theo trật tự thời gian này, trình bày theo trật tự nhân quả này, nguyên nhân kết quả ấy, và trình bày theo trật tự đấy là ưu tiên các thông tin, các sự việc quan trọng. Tuy nhiên, ở trong thể loại đấy là văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên còn có thể là có so sánh đối chiếu, hôm nay chúng ta học. Tuy nhiên, ở trong văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên còn có thể có là Tuy nhiên, ở trong bài 2 khi mà học về văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên thì chúng ta có học thêm một cái cách triển khai thông tin, đấy là so sánh đối chiếu. So sánh đối chiếu với một hiện tượng khác hoặc là một cái sự việc khác chẳng hạn. Giống như là ở trong bài Bạn đã biết gì về sóng thần ấy, thì chúng ta thấy rằng là người ta so sánh sóng thần với những cơn sóng lớn bình thường, đúng chưa? Để người ta thấy được cái sự khác nhau. Thế thì ở trong bài 2 này, khi mà chúng ta tìm hiểu về văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên, chúng ta sẽ cần lưu ý điều gì? Ở đây thì cô lưu ý chung khi chúng ta tìm hiểu một văn bản thông tin thôi, đấy là cái đọc hiểu văn bản thông tin. Khi mà đọc hiểu văn bản thông tin thì cái bước đầu tiên các con lưu ý cho cô là các con sẽ đọc cho cô nhan đề, các con đọc nhanh cho cô sapo, và các con đọc nhanh cho cô các hệ thống đề mục nếu có. Tại vì sẽ có những cái văn bản thông tin nó có hệ thống đề mục nhá, hoặc có những văn bản thông tin không có. Thế thì với những cái hệ thống đề mục như thế thì các con đọc ấy, các con sẽ có thể hình dung được ngay trong đầu đấy là các đơn vị thông tin mà tác giả đang muốn cung cấp là gì, để từ đó chúng ta có cái nhìn toàn cảnh về cái văn bản thông tin này. Cái bước thứ hai chúng ta cần dùng và cùng thực hiện đấy là đọc cụ thể chi tiết. Với đọc cụ thể chi tiết thì con lưu ý cho cô là đọc quan trọng, đọc những đoạn quan trọng. Tại sao cô lại nói là đọc những đoạn quan trọng? Bởi vì có thể là trong các đề mục khác nhau, đúng không ạ? Trong một đề mục nó có thể có một đoạn, hoặc trong một đề mục nó có thể có nhiều đoạn. Và các con hãy tìm cho cô, đánh dấu cho cô những cái đoạn quan trọng ở trong đề mục đó, hoặc với những cái bài, với những cái văn bản nó không có đề mục thì các con đánh dấu cho cô những cái đoạn quan trọng ở trong văn bản đó. Sau khi đọc đoạn quan trọng xong, các con sẽ đánh dấu cho cô câu quan trọng. Câu quan trọng sẽ là câu có từ khóa quan trọng, từ khóa ví dụ nói về sóng thần đi ạ, có thể nói về hậu quả của sóng thần chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lưu ý cái từ khóa đó, hoặc là nguyên nhân hình thành. Đấy, thì chú ý cho cô những cái từ khóa đó nó sẽ mang đến khái quát thông tin chủ yếu được nhắc tới trong đoạn đó. Cả đoạn đó nó có thể giải thích rất dài, nhưng mà người ta tóm lại là đang nói về cái gì đây ạ? Đang nói về nguyên nhân hình thành chẳng hạn. Thì nếu mà ở trong phần đọc hiểu phía dưới người ta yêu cầu chúng ta trả lời này, đấy là cái đoạn này nội dung của nó là gì, hoặc người ta nói rằng là đâu là cái đoạn mà nó giải thích nguyên nhân hình thành, chúng ta có thể tìm được ngay, chúng ta đỡ tốn thời gian khi mà chúng ta làm bài, bởi vì đi thi thời gian của chúng ta là vô cùng quý giá và quý báu. 5 phút có thể làm rất được nhiều, 5 phút của chúng ta có thể làm được rất nhiều việc, đúng không các con? Sau khi tìm từ khóa quan trọng xong, các con có thể tìm mối liên kết giữa các từ khóa, bởi vì ở trong một văn bản thông tin nói riêng và trong những cái văn bản nói chung thì các ý của nó sẽ có sự liên kết với nhau, nó sẽ có một mối quan hệ nhất định. Vậy các con cố gắng tìm cho cô cái mối liên kết này, bởi vì khi mà tìm được cái mối liên kết đó thì các con đang tìm được mối liên kết giữa các đoạn. Tìm được mối liên kết giữa các đoạn thì tức là các con tìm được cái gì ạ? Cái logic của cả bài, đúng chưa các con? Cuối cùng đấy là các con hãy tái hiện thông tin qua các từ khóa nếu các con đang đọc ở nhà. Bởi vì là khi tái hiện thông tin qua các từ khóa, đấy là các con đang một lần nhớ lại, một lần đọc lại cái văn bản đó. Và khi đấy chúng ta diễn đạt lại bằng lời của chúng ta thì nó sẽ nhớ hơn. Và thực ra khi chúng ta đọc như thế, chúng ta cũng đang là tự cung cấp cho chúng ta những cái thông tin về thế giới xung quanh, làm dày thêm vốn hiểu biết của chúng ta. Vậy là chúng ta đã xong thể loại thứ hai, đấy là văn bản thông tin giải thích về một hiện tượng tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ sang văn bản nghị luận. Văn bản nghị luận thì chúng ta cần lưu ý cho cô. Thứ nhất, đó là về văn bản nghị luận ấy, thì nhớ cho cô về luận đề. Luận đề là gì ạ? Luận đề ấy, nó là những cái vấn đề, Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang văn bản nghị luận. Văn bản nghị luận thì các con cần lưu ý cho cô về luận đề. Luận đề ở trong văn bản nghị luận là gì? Nó chính là vấn đề chính được nêu ra để bàn luận trong văn bản nghị luận. Luận đề nó sẽ được thể hiện bằng luận điểm và làm sáng tỏ bằng lý lẽ và bằng chứng. Thì các con nhớ cho cô cái sơ đồ này này, luận đề này sẽ được làm sáng tỏ bằng luận điểm. Trong luận điểm thì sẽ có lý lẽ, bằng chứng, này. Vậy luận điểm là gì ạ? Luận điểm nó chính là những cái ý kiến thể hiện quan điểm của người viết về luận đề, có nghĩa là ý kiến của người viết về cái luận đề đó. Ý kiến của người viết có thể là, quan điểm của người viết có thể là đồng tình, và đồng tình thì khi mà đồng tình như thế thì tác giả có những cái ý kiến nào về cái luận đề đó, thì đấy chính là luận điểm. Và luận điểm sẽ được làm sáng tỏ, luận điểm sẽ được làm sáng tỏ bởi hệ thống lý lẽ và bằng chứng. Thế thì chúng ta thấy được rằng là luận đề, luận điểm, lý lẽ, bằng chứng nó sẽ có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau. Các con lưu ý như thế nhé. Tiếp theo đấy là các con lưu ý cho cô về cái dàn bài chung. Dàn bài chung của một văn bản nghị luận. Đầu tiên nó sẽ là giới thiệu vấn đề nghị luận này, sau đó sẽ là giải thích này, hoặc đưa ra biểu hiện này. Giải thích đưa ra biểu hiện xong thì sẽ là chứng minh quan điểm của mình bằng hệ thống lý lẽ và bằng chứng. Chứng minh xong thì có thể là mở rộng vấn đề, lật lại vấn đề, phản đề tùy từng bài viết, tùy từng tác giả. Sau đấy thì sẽ là liên hệ bản thân là chúng ta nên làm gì, và cuối cùng lại là khẳng định lại cái tính đúng đắn của vấn đề, hoặc là khẳng định lại quan điểm của mình, hoặc là đưa ra lời kêu gọi. Thì đây là dàn bài chung của một bài văn nghị luận, các con lưu ý cho cô. Vậy vì với cái văn bản nghị luận thì con lưu ý cho cô đấy là chúng ta sẽ có thể có cái dạng đề, đấy là đọc hiểu văn bản nghị luận. Vậy thì khi đọc hiểu văn bản nghị luận các con cần lưu ý gì? Chúng ta sang phần tiếp theo, đấy là những lưu ý khi đọc hiểu văn bản nghị luận. Thứ nhất, đấy là chúng ta phải xác định được luận đề. Cái quan trọng lắm đấy, cực kỳ quan trọng luôn, là phải xác định được luận đề. Đúng xác định sai nhá, bởi vì nó sẽ khiến tất cả các phần sau của chúng ta bị sai đấy. Luận đề chúng ta sẽ xác định dựa vào những cái từ khóa, những cái từ xuất hiện nhiều ở trong cái văn bản nghị luận đó. Chúng ta sẽ Xác định luận điểm là bước tiếp theo. Đúng bước 1 rồi thì cố gắng đúng bước 2 nhá. Luận điểm thì chúng ta đã xác định bằng là các câu hỏi. Tuy nhiên các con lưu ý cho cô đấy là có hai kiểu luận điểm. Luận điểm thứ nhất đấy là nó sẽ được thể hiện bằng câu văn ở trong văn bản. Có nghĩa nó sẽ có những cái câu văn thể hiện luận điểm. Cái cách này, cái kiểu luận điểm này thì dễ cho chúng ta hơn bởi vì nó hiển hiện ngay ở trong văn bản. Nhưng cái kiểu thứ hai đấy là chúng ta phải dựa vào cả bài, dựa vào hệ thống luận cứ bằng chứng để chúng ta tự viết ra luận điểm bằng lời văn của chúng ta, bằng cách hiểu của chúng ta. Thì cái kiểu này nó sẽ rõ hơn, yêu cầu chúng ta phải đọc lâu hơn, tư duy kỹ hơn nhá. Có hai dạng như thế, lưu ý cho cô. Vậy thì chúng ta đã tìm luận điểm bằng câu hỏi nào? Đấy là luận đề được thể hiện bằng các ý, hoặc là luận đề này được khái quát, được thể hiện trên những khía cạnh nào, hoặc luận đề này được thể hiện trên những đặc điểm nào. Khi đó thì chúng ta sẽ tìm được luận điểm mà chúng ta cần tìm. Cuối cùng thì chúng ta đã xác định luận cứ. Luận cứ ở đây là gồm cái gì ạ? Là gồm chính là gồm lý lẽ và bằng chứng đấy ạ. Bước 3, bắt bước 3. Bước 3 bắt, nhớ bắt thành công nhá. Xác định luận cứ đấy là gì ạ? Lý lẽ. Lý lẽ thì nó là gì? Nó sẽ là những cái đánh giá mang màu sắc chủ quan của cá nhân người viết. Đấy là những cái suy nghĩ, đánh giá, thể hiện tư duy của người viết mang màu sắc chủ quan. Nó dựa trên tri thức nền, những cái sự trải nghiệm của người viết. Và khác với lý lẽ, nó mang màu sắc chủ quan. Cô xin lỗi. Đúng rồi. Và khác với lý lẽ, nó mang màu sắc chủ quan, thì bằng chứng nó sẽ mang màu sắc khách quan. Tại sao lại thế? Bởi vì bằng chứng là những sự kiện, là những sự việc, là những nhân vật, là những cái số liệu mà đáng tin tưởng, chúng ta có thể kiểm chứng được ở trong thực tế. Vậy thì chúng ta thấy rằng lý lẽ là chủ quan, đúng không ạ? Và cái chủ quan đấy được chứng minh từ những khách quan, là những cái số liệu có thể chứng thực ở trong thực tế, để từ đó lý lẽ trở nên thuyết phục. Khi lý lẽ trở nên thuyết phục bởi hệ thống bằng chứng, dẫn chứng, thì luận điểm trở nên thuyết phục. Đúng không các con? Đây là một vài lưu ý của cô khi các con đọc hiểu văn bản nghị luận. Và tuy nhiên thì lưu ý là thế, để làm tốt được các dạng đề, các dạng bài thì các con hãy cố gắng luyện tập thật nhiều. Khi mà luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm. Và cái kỹ năng nó cũng được tôi luyện. Người ta nói rồi, văn ôn võ luyện mà. Phải ôn này, ôn tập cả về kiến thức và kỹ năng để chúng ta có cái kỹ năng làm bài, có kiến thức chắc, có kiến thức nền chắc. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếng Việt. Trong phần tiếng Việt thì chúng ta sẽ nhắc lại các kiến thức về từ tượng hình, từ tượng thanh và yếu tố Hán Việt. Từ tượng hình nó là những cái từ gợi tả hình ảnh. Và hình ảnh nó được hiện lên như thế nào ạ? Sinh động, thì đấy cũng chính là tác dụng của việc sử dụng từ tượng hình. Bên cạnh đấy thì nó còn thể hiện những cái giá trị biểu cảm, cảm xúc, tình cảm của tác giả nữa. Tương đương như là từ tượng hình thì từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh. Nó cũng sẽ khiến cho âm thanh hiện lên một cách sinh động và từ đó thể hiện tình cảm, thái độ của tác giả. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nói về yếu tố Hán Việt. Yếu tố Hán Việt thì các con đã học ở lớp dưới. Yếu tố Hán Việt thì chúng ta sẽ thấy là có những yếu tố có thể đứng riêng độc lập một mình, nhưng có những yếu tố phải kết hợp với những cái từ khác, yếu tố khác để tạo thành từ mới. Và chúng ta thấy rằng là có một cái kiểu ở trong từ Hán Việt, thực ra trong tiếng Việt của chúng ta cũng có thôi. Đấy là, dù là đấy là một yếu tố Hán Việt, nhưng ở trong các trường hợp khác nhau, nghĩa ở nó lại khác nhau. Ví dụ chúng ta có yếu tố gia, gia là nhà. Chúng ta có gia chủ, đúng không ạ? Chúng ta có gia nhân. Chúng ta có gì nhỉ? Gia chủ này. Chúng ta có gia nhân. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có gia. Ở trong các yếu tố Hán Việt thì có một cái trường hợp mà nó cũng giống như là trong tiếng Việt thôi. Đấy chính là chúng ta thấy được rằng là có những cái yếu tố Hán Việt trong những cái trường hợp khác nhau, nghĩa của nó lại khác nhau. Cô lấy ví dụ như là từ gia, chúng ta có gia chủ, gia nhân. Thì gia ở đây có nghĩa là nhà, chủ nhà, đúng không ạ? Gia nhân là người giúp việc ở trong nhà. Tuy nhiên thì là gia ở đây lại có thể là người. Ví dụ như là sử gia có nghĩa là nhà sử học, đúng không ạ? Người nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, đúng không? Chúng ta có triết gia. Đó, thế thì lưu ý cho cô là những trường hợp khác nhau nó sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau như thế. Bây giờ thì cô sẽ sang cho các con một cái dạng bài cực kỳ phổ biến khi nói tới từ tượng hình tượng thanh. Đấy chính là phân tích tác dụng của từ tượng hình tượng thanh. Vậy thì cũng giống như là phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật, biện pháp tu từ, chúng ta sẽ có hai bước. Bước đầu tiên là các con phải đưa ra được cái từ tượng hình tượng thanh được sử dụng nó là những từ nào. Chúng ta đang nêu ra tác dụng của từ tượng hình tượng thanh mà. Chúng ta phải nêu ra được là đâu là từ tượng hình, đâu là từ tượng thanh. Sau đấy thì chúng ta sẽ sang bước thứ hai, đấy là đưa ra tác dụng. Tác dụng chung, đấy là mang lại nhiều giá trị biểu đạt. Ngoài ra thì còn có tác dụng cụ thể. Tác dụng cụ thể, đấy là gì? Đầu tiên là giá trị gợi cảm. Bên cạnh tác dụng chung thì bên cạnh tác dụng chung thì chúng ta có tác dụng cụ thể. Trong tác dụng cụ thể thì chúng ta sẽ có giá trị gợi tả và giá trị gợi cảm. Giá trị gợi tả của chúng ta nó sẽ là giúp hình ảnh âm thanh hiện lên như thế nào, và có những trường hợp nó còn có thể hiện tâm trạng của cái người được sử dụng. Có nghĩa là ví dụ như là cái ông A này được miêu tả hình ảnh này, được miêu tả âm thanh này, ví dụ như là lão hu hu khóc, thì cái từ hu hu đấy nó có thể thể hiện được cái tâm trạng của lão. Vậy thì ở đây cô có thể kê thêm đấy là thể hiện tâm trạng gì của chủ thể. Và khi mà trả lời các câu giá trị gợi tả này, các con cố gắng liệt kê cho cô những cái đặc điểm mà các từ đó gợi ra. Bên cạnh giá trị gợi tả thì chúng ta sẽ có giá trị gợi cảm. Giá trị gợi cảm đấy là thể hiện thái độ tình cảm gì của người viết. Người viết các con nhé, chứ không phải là chủ thể. Cái chủ thể là cái nhân vật ở trong tác phẩm, còn người viết nó chính là gì? Tác giả. Thì có đôi lúc từ tượng hình tượng thanh nó không phải là một biện pháp nghệ thuật. Và chúng ta thấy rằng là từ tượng hình tượng thanh ấy, nó có thể là các con lưu ý cho cô là trong một số trường hợp ấy thì từ tượng hình tượng thanh ấy nó sẽ chỉ có giá trị gợi tả hoặc giá trị gợi cảm. Và trong những trường hợp như thế thì chúng ta thấy rằng là đấy là điều hoàn toàn bình thường, không sao cả. Chúng mình đừng cố gắng quá cố thì thành làm sao nhỉ? Cố quá thì thành quá cố. Các con lưu ý rằng trong một số trường hợp ấy thì từ tượng hình hoặc từ tượng thanh nó sẽ chỉ có giá trị gợi tả và hoặc là giá trị gợi cảm thôi. Không phải là trong trường hợp nào thì nó cũng sẽ có đầy đủ giá trị gợi tả và giá trị gợi cảm. Thì các con lưu ý điều đấy cho cô nhé. Chúng đã nói xong với nhau trong phần tiếng Việt với 3 kiến thức trọng tâm: từ tượng hình, từ tượng thanh và yếu tố Hán Việt. Bây giờ cô và các con sang phần cuối cùng, đấy chính là mô hình đoạn văn. Mô hình đoạn văn, đây cũng là một cái kiến thức mới trong năm học lớp 8 của chúng ta. Mô hình đoạn văn thì chúng ta có 4 kiểu mô hình. Thứ nhất đấy là gì nhỉ? Đấy là diễn dịch. Thứ hai nó là song song. Thứ ba nó là quy nạp. Và cuối cùng nó là phối hợp. Các con lưu ý cho cô, diễn dịch thì cái câu chủ đề ấy, nó sẽ là đứng đầu đoạn. Còn các câu tiếp theo sẽ là triển khai cụ thể ý nghĩa của cái câu chủ đề đó. Thứ hai, đấy là song song thì các câu triển khai nội dung sẽ song song với nhau. Mỗi câu nó sẽ nêu một cái khía cạnh của đoạn văn, không có câu chủ đề. Thứ ba, đấy là quy nạp thì đối lập với cả diễn dịch. Nếu diễn dịch câu chủ đề nằm ở đầu thì quy nạp câu chủ đề nằm ở cuối. Và các câu ấy nó sẽ đi từ ý nhỏ đến ý lớn, đúng không ạ? Cái câu chủ đề là ý lớn mà, thì các câu bên trên nó sẽ là ý nhỏ để làm rõ cái ý lớn đó. Và nó sẽ đi từ cụ thể cho tới khái quát. Câu chủ đề là khái quát mà, đúng không các con? Cuối cùng đấy là mô hình phối hợp. Với mô hình phối hợp thì nó là cái sự kết hợp của cả diễn dịch và quy nạp. Nó sẽ có câu chủ đề cả ở đầu và cả ở cuối. Tuy nhiên thường khi các con viết mô hình phối hợp ấy, thì cái câu chủ đề cuối nó sẽ có cái tính chất đấy là nó sẽ nâng cao vấn đề hơn so với câu chủ đề ở trên. Vậy là cô và các con đã khái quát xong các đơn vị kiến thức ở trong 3 bài đầu. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau sang phần đề minh họa nhé.